tử đạo tại quê hương đền thánh Bắc Trạch, cùng với ban trống của giáo xứ Nam Thái, ban trống của giáo họ Quảng Châu, hôm nay về đây để phục vụ tang hiếu và xin báo hiếu cha cố Giuse. Sau ban trống là ban hội đồng mục vụ và cộng đoàn giáo xứ Vinh Sơn về viếng cha cố hôm nay. Giờ đây chúng con đến trước thi hài cha cố thân yêu. Giờ đây chúng con mang nặng nỗi màu tang mà hôm nay cha cố để lại cho chúng con. Những ngày tang hiếu phục vụ, một phần chúng con để nhớ ơn cha Giuse. Trước thi hài của cha cố Giuse, trước bàn thờ Chúa, chúng con dâng lên những nén hương để quyện lấy lòng hương thảo của anh em ban trống chúng con dâng lên Chúa hôm nay, dâng linh hồn cha cố trong lòng bàn tay Chúa. Giờ đây xin mời đoàn trống tổng ban trống để thắp hương kính viếng linh hồn cha cố Giuse. Đi hàng đôi. Xin mọi người hiện diện nơi phòng tang này hợp ý cùng với anh em tổng ban trống của giáo xứ Nam Thái do Quảng Châu cùng ban trống cựu của đền thánh dâng lên Chúa lời kinh nguyện cầu cho linh hồn cha cố. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con ở trên cha ca sáng lớp cha thì đến đi cha thì hiện dưới đất cũng như trên. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con tha kẻ con nợ chúng con, xin chớ để chúng con sai chưa cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự rửa. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng chiều nán đời quan phong siêu phi la tô chiều đông lạnh trên cây thánh giá chết và tăng sao xuống ngục tội.
tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết và sống lại lên trời ngự bên yêu đương Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hàng sống vậy. Amen. Con lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhân lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chấm tội nào ai rơi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng về lời Chúa phán hứa, con sẽ trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Thế đã trông cậy Chúa, nhưng kẻ làm dân ước Chúa trời đêm ngày, trông cậy người cho liền, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng. Kẻ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thế. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn cha cố du sẽ được nghỉ ngơi đời đời mà được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn cha cố du sẽ cho khỏi tù ngục mà đường nghỉ liền. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa bấy trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi, thì nay chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng xin tha hàn phạt cho Cha cố linh hồn Giuse đã cầu nguyện hôm nay hoặc còn giam lơi lừa luyện tội, thì xin mở cửa tù rạng ấy cho ra mà đem đến chôn hưởng mọi sự vui thật là nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa đã chịu nạn Chúa chết vì chúng con. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn cha cố Giô-xe được chôn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt đời Chúa trời sáng lang vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khi cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lắm nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tin kinh vào nơi nghi nan, chiêu trông cậy vào nơi thất vọng, để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an nuôi người hơn được người ủi an, tìm yêu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Chính khi hiến thân là khi được nhân lấy, chính đúc trên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha
là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thay nhai, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiên chí ơn an bình. Xin đến Cha và Con và Thánh Thần, amen. Xin đại diện cho ban tăng lễ, gia đình linh tông huyết tộc cha cố Giuse, xin chân thành cảm ơn quý đoàn đã vất vả và đã cộng tác với gia đình giáo xứ để lo việc tang hiếu cho cha cố. Ấy là dâng lên bao niềm hương thảo của con cái mà dâng lên cha cố kính yêu trong ngày cha cố về với Chúa hôm nay. Một lần nữa đại diện cho ban tăng lễ, gia đình giáo xứ Đình Thánh, xin chân thành tri ân và cảm ơn quý vị. Và giờ đây là giờ viếng của gia đình